chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh việt nam tv kính thưa quý vị mặc dù nga đã phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong việc duy trì lực lượng hải quân của họ tuy nhiên tại khu vực địa trung hải hải quân nga vẫn duy trì vị thế như dưới thời hải quân liên xô trong cuộc chiến tranh lạnh theo dmitry gorenberg một chuyên gia về quân đội nga trong một bài phân tích của trung tâm nghiên cứu an ninh châu âu george mason nga đang mở rộng sự hiện diện hải quân của mình tại phía đông địa trung hải dễ hơn là cố gắng cạnh tranh với mỹ trên các đại dương của thế giới ông gorenberg viết rằng duy trì sự hiện diện của hải quân tại địa trung hải là một chiến lược hiệu quả hơn nhiều đối với hải quân nga so với việc theo đuổi hải quân nước xanh hoạt động toàn cầu bởi vì nga không có nguồn lực cũng như tham vọng toàn cầu để thách thức uy thế hải quân của mỹ trên toàn thế giới do đó việc moscow tập trung phát triển và tăng cường hạm đội địa trung hải là một mục tiêu vừa sức, có thể đạt được trong khả năng phù hợp với các mục tiêu chính sách đối ngoại của Nga trong khu vực. Những tàu chiến của hạm đội 5 của Hải quân Lê Xô sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ bằng tên lửa, ngư lôi, thậm chí cả vũ khí hạt nhân trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Nhưng với sự sụp đổ của Lê Xô, hạm đội này đã bị giải tán vào năm 1992. Hạm đội 5 của Hải quân Nga được hồi sinh vào năm 2013 với tên gọi Hải đội Địa Trung Hải chủ yếu được xuất ra từ các tàu của hạm đội Biển Đen. Tuy nhiên, hải đội này cũng đã được trang bị một số tàu ngầm và tàu nổi mới. Trong đó, cảng Tartus của Syria, một trạm dừng chân đối với hạm đội Nam của Lê -xô trong cuộc chiến tranh lạnh, một lần nữa trở thành căn cứ của Hải quân Nga để phục vụ cho các tàu chiến, bao gồm cả các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Kể từ khi bổ sung 6 chiếc tàu ngầm điện Deazen lớp Kilo dành cho hạm đội Biển Đen vào năm 2017, Nga đã đưa hai tàu ngầm lớp này vào trực chiến tại Tartus của Syria. Ngoài ra, các con tàu nổi và tàu ngầm từ các hạm đội khác của Nga, chủ yếu từ hạm đội phương Bắc và Baltic, cũng đã tham gia vào các hoạt động của hải đội này vào một số thời điểm khác nhau. Các lực lượng của hải đội địa trung hải đã đóng góp tích cực vào các hoạt động quân sự của Nga tại Syria. Ngoài việc chuyển quân, các tàu của hạm đội Biển Đen đã phóng tên lửa Kalib vào các mục tiêu mặt đất trên khắp lãnh thổ Syria. Các tàu của Nga cũng làm mờ các hoạt động của tàu chiến Mỹ tại phía đông địa Trung Hải. Khi các tàu ngầm của Nga được triển khai tới địa Trung Hải, cũng đã liên tục theo dõi các tàu chiến của Mỹ và NATO tại đó. Ngoài lực lượng tàu chiến, tàu ngầm trên địa Trung Hải, Nga còn có nhiều máy bay hoạt động từ các căn cứ của Syria cũng như hệ thống tên lửa phòng không tầm xa F-300 và tầm ngắn Panzer Hệ thống tên lửa bờ chống hàm K-300 Bastion và tên lửa chống hàm phóng từ trên không KH-35 là nhiệm vụ phòng thủ bờ biển. Lực lượng thường trực tại địa Trung Hải đã giúp nâng cao uy tín của Nga và ngăn chặn các hoạt động quân sự của phương Tây trong khu vực, đồng thời không cho Mỹ và phương Tây biển khu vực địa Trung Hải trở thành căn cứ để tấn công vào lãnh thổ nước Nga. Chuyên gia Goranberg cho rằng Moscow không bước vào con đường phát triển hải quân theo kiểu của Mỹ khi phát triển các biên đội tàu sân bay lớn trên các đại dương mà tập trung phát triển lực lượng hải quân nhỏ hơn nhưng nó có tính phòng thủ tốt hơn nhằm thực hiện chiến lược chống tiếp cận chống phong tỏa khu vực A2ID. Những bong bóng A2ID này tại Biển Đen và phía đông Địa Trung Hải tạo thành một tập hợp các lớp phòng thủ và nhiều phương tiện tấn công thông qua sự kết hợp của các tên lửa tầm xa phóng từ biển, từ trên không và từ mặt đất, được sử dụng để ngăn Mỹ và NATO khó tiếp cận các khu vực chiến lược của nước Nga có thể các tàu tuần dương và khu trục hạm cũ từ thời Liên Xô sẽ tiếp tục cập cảng để tự uy, nhưng các con tàu nhỏ và tên lửa sẽ tạo nên sức mạnh của Hải quân Nga tại địa Trung Hải và các nơi khác. Dự kiến, hai đội địa Trung Hải này sẽ bao gồm từ 10 đến 15 con tàu chiến mặt nước và một vài con tàu ngầm. Tuy nhiên, Nga đã phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng trong việc duy trì sự hiện diện hải quân tại địa Trung Hải do nền kinh tế nước Nga đang suy thoái đặc biệt là việc khó khăn trong việc cung cấp cho các lực lượng của hải quân nga tại khu vực Địa Trung Hải thông qua điểm ngán Bosphorus trong thời chiến, bởi vì những thách thức như thế này trước khi bùng phát bất kỳ một cuộc xung đột nào ở phía đông Địa Trung Hải, các nhà lãnh đạo nga sẽ phải lựa chọn chiến đấu tại Địa Trung Hải hay cố gắng đưa lực lượng trở lại Biển Đen để bảo vệ biên giới phía nam của nước nga. Nếu như các lực lượng của nga tại Địa Trung Hải, họ sẽ gây ra một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các lực lượng của mỹ và NATO bằng cách tạo ra một môi trường tên lửa và tác chiến điện tử dày đặc tại phía đông biển Địa Trung Hải. Tuy nhiên, cái giá phải trả là không hề nhỏ. Chuyển sang một số thông tin quân sự nóng, đoàn xe chở 7 triệu viên đạn trên đường đến Mỹ bị phục kích. Cái nào lại to gan đến như vậy? Thưa quý vị, vào đầu tuần, một chuyến hàng với khoảng 7 triệu viên đạn đã bị cướp trên đường cao tốc tại Guanajuato, một bang của Mexico nổi tiếng với bạo lực bắt nguồn từ buôn bán ma túy. May mắn là tài xế của hai chiếc xe đã được tìm thấy còn sống sau vụ cướp này. Theo nhà sản xuất Tainos, khoảng 98,5% số đạn là 5,6 ly, một loại đạn cỡ nhỏ thường sử dụng để tập bắn mục tiêu hoặc săn các con vật nhỏ. Các băng đảng ma túy tại Mexico nổi tiếng với những hành động bạo lực tàn ác thường được trang bị các loại súng trường tấn công AK-47 và AR-15 với cỡ nòng lớn hơn nhiều. Nhưng có thể số đạn vẫn sẽ đến thị trường chợ đen thông qua dạng súng bút một vũ khí ám sát được ngụy trang dưới dạng bút sử dụng loại đạn cỡ nhỏ này. Việc vũ khí và đạn dược di chuyển công khai giữa cơ sở sản xuất tại Mexico và thị trường Mỹ là những chuyện bình thường. Mặc dù hầu hết các vụ vận chuyển vũ khí đều liên quan đến việc vận chuyển súng bất hợp pháp theo chiều ngược lại. Tháng trước, một người lính tuần tra trên đường cao tốc Texas đã phát hiện ra hơn một chục khẩu súng và hơn 3.500 viên đạn sau khi bắt được một nghi phạm được cho là đang hướng đến Mexico. Mexico đã phải vật lộn trong vòng nhiều năm để kiềm chế các băng đảng ma túy. Phần lớn bạo lực được cho là do các loại vũ khí được nhập lậu từ phía Mỹ. Một sự việc gây sốc khác mới xảy ra cách đình không lâu. Đoàn xe tuần tra của Nga bị tấn công bằng bom tự chế. Đây có thể là một cuộc tấn công được lên kế hoạch từ trước nhằm vào đoàn xe này. Một quân nhân Nga đã thiệt mạng và ba người khác bị thương. Cuộc tấn công diễn ra gần ngôi làng Asadiat do Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng tại phía bắc Asaha. Một đơn vị quân đội Nga đang trên đường tuần tra chiến tuyến ngăn cách lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng dân chủ Syria thì bị tấn công. Một đơn vị quân cảnh Nga đã được triển khai ở Đông Bắc Syria để giám sát lệnh ngừng bắn giữa các đơn vị Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng dân chủ Syri được thỏa thuận từ năm 2019. Tuy nhiên, lệnh ngừng bắn này dường như không có tác dụng. Tại Idlib, các nhóm phiến quân thường xuyên vi phạm lệnh ngừng bắn, sau đó quân đội Ả Rập Syria và các đồng minh của họ tiếp tục tấn công vào vị trí của các chiến binh nhằm trừng phạt những hành động vi phạm. Ngày 9 tháng 6, quân đội chính phủ Syria và Nga đã tấn công dữ dội vào các thị trấn Anbara, Anfates, cũng như một số thị trấn khác tại miền nam Elip, gần thị trấn Taum ở miền đông Elip và đồng bằng Agap ở phía tây bắc Hama. Ngoài việc phải thực hiện các cuộc giao tranh nhằm chấn áp phiến quân, quân đội Syria cũng phải luôn đề cao cảnh giác với Israel và chuẩn bị các phương án nhằm đáp trả hành động gây hấn của Israel ở bất cứ thời điểm nào. Ngày 8 tháng 6, Israel không kích vào nhiều vị trí trên khắp lãnh thổ Syria, Mục tiêu của các cuộc không kích này là những vị trí quân sự ở ngoại ô thành phố Hồm cũng như gần thủ đô Damascus. Bộ Quốc phòng Syria tuyên bố không có thiệt hại về người trong khi truyền thông đăng tải bảy quân nhân thiệt mạng. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một trong nhiều mục tiêu bị quân đội Israel tấn công là một kho chứa lớn tại phía tây của tỉnh Hồm. Hình ảnh được công bố cho thấy các cuộc không kích của Israel đã phá sạch phần lớn cơ sở hạ tầng. Hơn 55 nhà chờ máy bay lớn đã bị phá hủy những việc cháy cũng được nhìn thấy tại gần một cơ sở vũ khí hóa học trước đây tại miền nam của tỉnh hôm lực lượng phòng không syri chỉ đánh chặn được một số quả tên lửa một số khác thì không vì vậy thiệt hại của vụ tấn công là không nhỏ cùng thời điểm israel không kích một vụ tấn công khủng bố cũng đã xảy ra tại thành phố hôm vụ nổ làm dung chuyển quận karam alos tại phía nam thành phố này vụ tấn công được thực hiện bằng một quả bom tự chế đặt gần một bến xe buýt tại khu đông dân cư Vụ khủng bố khiến cho ít nhất 8 dân thường bị thương, làm hư hỏng một chiếc xe buýt nhỏ. Trước đây, chính quyền Damascus đã nhiều lần cảnh báo rằng lực lượng phòng vệ Israel đã hợp tác với phiến quân trong các cuộc tấn công của họ nhằm vào phía Syria. Việc nhiều lần xảy ra các cuộc tấn công cùng lúc cho thấy rằng khả năng lực lượng phòng vệ Israel hợp tác với phiến quân là rất cao. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin quân sự tiếp theo